Xin chào quý mệnh chủ tuổi Tân Sửu năm 1961 nam và nữ mạng. Lời đầu tiên 30 tập, xin gửi lời kính chúc sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đạo bình an, luôn luôn gặp mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay chương trình sẽ luận giải tất cả các tuổi hợp yêu và hợp cưới. Có 49 tuổi vừa nam và nữ, tất cả để cho mệnh chủ chọn. Mong sao tìm ra được một yêu thật lý tưởng và tâm đầu ý hợp. Đó là niềm vui và hạnh phúc của ban biên tập. Mong mệnh chủ hãy coi hết video này. Sau đây là phần luận giải chi tiết các tuổi hợp yêu và hợp cưới cho tuổi Tân Sửu năm 1961 cả nam và nữ mạng. Chúng tôi đã lựa chọn rất kỹ, xin mệnh chủ hãy xem. Phần 1, xem các tuổi hợp cưới cho tuổi Tân Sửu năm 1961 có thiên can Tân, địa chi Sửu, ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, cung quy Cấn. Các tuổi hợp và không hợp dưới đây có tất cả 20 tuổi từ 1956 đến 1975, xem mệnh chủ hay chọn. 1. Người tuổi Bính Thân 1956, tổng điểm đánh giá 33/100. 2. Người tuổi Đinh Dậu 1957, tổng điểm đánh giá 33/100. 3. Người tuổi Mậu Tuất 1958, tổng điểm đánh giá 74.5/100. 4. Người tuổi Kỷ Hợi 1959, tổng điểm đánh giá 76.5/100. 5. Người tuổi Canh Tý 1960, tổng điểm đánh giá 44.5/100. 6. Người tuổi Tân Sửu 1961, tổng điểm đánh giá 69.5/100. 7. Người tuổi Nhâm Dần 1962, tổng điểm đánh giá 67.5/100. 8. Người tuổi Quý Mão 1963, tổng điểm đánh giá 30.5/100. 9. Người tuổi Giáp Thìn 1964, tổng điểm đánh giá 34.5/100. 10. Người tuổi Ất Tỵ 1965, tổng điểm đánh giá 43/100. 11. Người tuổi Bính Ngọ 1966, tổng điểm đánh giá 33/100. 12. Người tuổi Đinh Mùi 1967, tổng điểm đánh giá 62/100. 13. Người tuổi Mậu Thân 1968, tổng điểm đánh giá 72.5/100. 14. Người tuổi Kỷ Dậu 1969, tổng điểm đánh giá 40.5/100. 15. Người tuổi Canh Tuất 1960, tổng điểm đánh giá 69.5/100. 16. Người tuổi Tân Hợi 1971, tổng điểm đánh giá 76.5/100. 17. Người tuổi Nhâm Tý 1972, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 18. Người tuổi Quý Sửu 1973, tổng điểm đánh giá 29.5/100. 19. Người tuổi Giáp Dần 1974, tổng điểm đánh giá 35.5/100. 20. Người tuổi Ất Mão 1975, tổng điểm đánh giá 33/100. Phần 2, xem các tuổi hợp yêu hợp cưới cho Tân Sửu năm 1961 với thiên can Tân, địa chi Sửu, ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, cung quy Cấn. Các tuổi hợp và không hợp dưới đây có tất cả 29 tuổi từ 1937 đến 1965. Xin mệnh chủ hãy chọn. 1. Người tuổi Đinh Sửu 1937, tổng điểm đánh giá 67/100. 2. Người tuổi Mậu Dần 1938, tổng điểm đánh giá 34.5/100. 3. Người tuổi Kỷ Mão 1939, tổng điểm đánh giá 41.5/100. 4. Người tuổi Canh Thìn 1940, tổng điểm đánh giá 49.5/100. 5. Người tuổi Tân Tỵ 1941, tổng điểm đánh giá 35.5/100. 6. Người tuổi Nhâm Ngọ 1942, tổng điểm đánh giá 67.5/100. 7. Người tuổi Quý Mùi 1943, tổng điểm đánh giá 69.5/100. 8. Người tuổi Giáp Thân 1944,
tổng điểm đánh giá 30.5/100. 9. Người tuổi Ất Dậu 1945, tổng điểm đánh giá 63/100. 10. Người tuổi Bính Tuất 1946, tổng điểm đánh giá 67/100. 11. Người tuổi Đinh Hợi 1947, tổng điểm đánh giá 33/100. 12. Người tuổi Mậu Tý 1948, tổng điểm đánh giá 47.5/100. 13. Người tuổi Kỷ Sửu 1949, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 14. Người tuổi Canh Dần 1950, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 15. Người tuổi Tân Mão 1951, tổng điểm đánh giá 71.5/100. 16. Người tuổi Nhâm Thìn 1952, tổng điểm đánh giá 74.5/100. 17. Người tuổi Quý Tỵ 1973, tổng điểm đánh giá 40.5/100. 18. Người tuổi Giáp Ngọ 1954, tổng điểm đánh giá 45.5/100. 19. Người tuổi Ất Mùi 1955, tổng điểm đánh giá 57/100. 20. Người tuổi Bính Thân 1956, tổng điểm đánh giá 38/100. 21. Người tuổi Đinh Dậu 1957, tổng điểm đánh giá 55/100. 22. Người tuổi Mậu Tuất 1958, tổng điểm đánh giá 44.5/100. 23. Người tuổi Kỷ Hợi 1959, tổng điểm đánh giá 25.5/100. 24. Người tuổi Canh Tý 1960, tổng điểm đánh giá 77.5/100. 25. Người tuổi Tân Sửu 1961, tổng điểm đánh giá 69.5/100. 26. Người tuổi Nhâm Dần 1962, tổng điểm đánh giá 39.5/100. 27. Người tuổi Quý Mão 1963, tổng điểm đánh giá 64.5/100. 28. Người tuổi Giáp Thìn 1964, tổng điểm đánh giá 59.5/100. 29. Người tuổi Ất Tỵ 1965, tổng điểm đánh giá 33/100. Qua các chỉ số như trên, thiên can, địa chi, bản mệnh, cung phi, cung sanh, cung cưới, thép, kali, chúng tôi đã phân tích chấm điểm và đánh giá tuổi nào phù hợp nhất. Tuy nhiên, khá gắt gao về các chỉ số nên sẽ có rất ít trường hợp đạt chỉ số cao. Nên cách tốt nhất, quý mệnh chủ chỉ cần lựa chọn tối tượng phù hợp bản thân nhất là được. Tuy nhiên, đời người còn có duyên số chúng ta không thể lựa chọn được. Mọi việc tùy duyên mới thuận đạo lý tự nhiên. Để có một cách nhìn cụ thể và chính xác hơn, mệnh chủ có thể tìm gặp các thầy mệnh lý để xem về tử vi, tứ trụ mới lục được chính xác bản thân mình cần thiết. Xin hết, thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Mệnh chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn chuông và like ngay trên màn hình điện thoại của mệnh chủ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nữa. Và hãy chia sẻ cho mọi người. Kim Phong Thủy Trinh Phương Rim xin cảm ơn mệnh chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mệnh chủ luôn luôn gặp mọi sự tốt lành, an khang hạnh phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mệnh chủ các video tiếp theo.